Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở cái phân khúc Mazda 3 thì cũng đã chia làm rất nhiều phiên bản. Ví dụ như phiên bản 1.5, 2.0. Phiên bản 1.5 thì lại có hai phiên bản nữa là phiên bản hatchback và phiên bản sedan. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3 ở cái phiên bản sedan. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu được quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan sản xuất năm 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần đầu, cái phần ba đợt sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy là Mazda cũng đã trang bị cho phiên bản Mazda 3 sedan này là một cái bộ đèn pha bi xenon, đèn gầm, đấy, đèn xi nhan. Đặt cái bộ đèn của nó được đặt riêng biệt chứ không cùng chung vào một cụm như các dòng đèn khác nhé. Quý vị các bạn ạ, bên trên là đèn pha này, trong đến xi nhan, dưới là đèn gầm. Đấy, rất là đẹp, mặt ca lăng cũng còn rất là mới đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Đấy, còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Từ năm 2015 đến bây giờ là tính ra cũng được chạy được 6 năm rồi. Cho nên là chủ xe cũng đã vừa mới thay lên một dàn lốp Michelin đây quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp Michelin mà chủ xe mới thay đấy ạ. Dày nguyên, còn mới tinh luôn cả dàn quý vị các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào bây giờ mua chiếc xe này về là cứ yên tâm mà chạy thôi. Xe cũ nhưng mà nhiều xe mua về là phải thay lốp, nhưng chiếc xe này là chủ xe thay lên cả một dàn lốp Michelin đây quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là dày. Hoa lốp này mới tinh, cả một cái dàn lốp này mới tinh rồi quý vị các bạn nhé. Cả dàn lốp Michelin mới tinh luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn à, chiếc xe này là chúng tôi cũng mới mua về, cho nên là những cái nước sơn nhiều chỗ là nước sơn nó còn nguyên bản, nên nó chỉ có xước sát nhỏ nhẹ thôi, cho nên là tôi để yên không có sơn lại nữa nhá, để cho nó nguyên bản ở đây ạ. Ví dụ như những chỗ này phải nhìn tinh vào thì mới thấy nó là xước rất là nhỏ thôi ạ, phải nhìn sát vào thì mới thấy được cái vết xước của nó. Đấy, tôi đi tôi tìm cho quý vị bạn xem đây ạ, nó có một vài điểm, một vài vết xước này là phải nhìn tinh thì mới thấy, nhưng mà do nó còn sơn nguyên bản cho nên tôi giữ nguyên ạ, không có sơn lại, nó mất zin của sơn đi ạ. Vì nói thật với quý vị các bạn, chạy ở đường Hà Nội thì xước sát là cái chuyện rất là bình thường, không thể tránh khỏi được. Vì đường Hà Nội đất chật người đông, có rất là nhiều người cũng kỹ tính, cũng muốn là chiếc xe mua về là nó không bị xước sát. Nhưng mà nói thật với quý vị các bạn là mua xe cũ là không thể tránh khỏi được cả những cái vết xước đâu ạ. Đấy, rất là xước, rất là nhỏ nhẹ thôi. Đằng sau cụm đèn hậu cũng vậy, còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới này, chưa có bị va chạm hay là chưa có bị xước sát gì cả, còn rất là đẹp luôn đấy. Rất là đẹp và đều xe. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu này là gương gập điện rồi quý vị bạn nhé. Xe đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa và bấm tay cả cánh lái và cánh bên phụ luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn qua về cái phần ngoại thất bên ngoài thì chiếc xe rất là đẹp, không có cái điểm gì để chúng ta không có một cái điểm gì để chúng ta chê về một chiếc xe Mazda 3 sau 6 năm sử dụng này quý vị bạn nhé. Đầy đủ option rồi, ở Mazda hay là Kia cũng vậy thì option bao giờ cũng đầy đủ ạ, kể cả cửa nóc có hết cả rồi đấy ạ. Rất là đẹp. Hôm nay thì thời tiết nó rất là mát mẻ nhưng mà nó lại tối trời,
nhìn nó không đẹp bằng quay trời nắng đâu ạ. Nếu như tôi quay trời nắng thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Nhìn cái nước sơn nó bóng bẩy hơn. Nhưng mà hôm nay trời nó râm nên là nhìn cái nước sơn nó không được bóng lắm ạ. Đấy, ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Xem sau 5 năm sử dụng và lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi thì nó còn mới còn đẹp như thế nào, quý vị và các bạn xem đây ạ. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái đây ạ. Cánh cửa này là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất. Chúng ta đi mua xe là chúng ta cũng phải kiểm tra kỹ càng nhất ở cái cánh cửa này đây ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản ạ. Không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên hết đây quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Nhiều anh em xem ở trên mạng hay là các anh cứ có cái tâm lý là xe đến cửa hàng là anh em thợ mông má lại, nhưng nói thật với quý vị các bạn, chỉ bên ngoài thôi. Nếu như những cái nước sơn ở bên ngoài nó có xước sát thì có thể sơn lại được, chứ những phần nội thất mà như này là không đẹp, không làm lại được đâu. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe và còn nguyên đây quý vị bạn này. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem luôn ở cái má ghế này nhé. Má ghế này nguyên bản đấy, còn rất là đẹp đây. Đấy, má ghế này, từ những cái tay phanh cho đến những cái cần số nó còn đẹp như thế này đây ạ. Vô lăng cũng được bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng. Đây, cái nút sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Đấy, đây là gọi là sang số thể thao trên vô lăng quý vị bạn nhé. Ở Mazda 3 là có rồi đấy ạ. Các chế độ chống trơn trượt này, i-stop này, và nâng chỉnh đèn pha, cao thấp đèn pha đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cửa nóc trần rất là mới, rất là sạch sẽ rồi quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề của cái cánh cửa bên sau bên lái đây ạ. Đấy, cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Sau 5 năm sử dụng với hơn 5 vạn km. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Không có mất một phân keo chỉ nào cả này. Rất là đẹp. Ốc bản lề còn nguyên, chưa có bị va chạm hay là chưa có làm gì thì là nó còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Nội thất phía sau này cũng rất là mới, rất là đẹp luôn này quý vị các bạn này. Từ cái bộ ghế da cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, bộ ghế da còn nguyên bản này. Đến nút trần này cũng rất là sạch, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng C lại không chạy dịch vụ cho nên là xe nó rất là đẹp. Gọi là không chạy dịch vụ thôi quý vị các bạn nhé. Và hạng C nhá, ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn ấy là rất nhiều những chiếc xe Mazda 3 đem ra chạy dịch vụ đấy quý vị các bạn nhé. Rất là nhiều người mua chiếc xe này là chạy dịch vụ đấy. Tại vì là hiện nay là Mazda, đi Mazda là rất tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị các bạn này. Đây là cái thông số mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất này. Chỉ có 6,6 lít cho 100 km kết hợp hoặc 8 lít trong đô thị. Nhưng nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có hơn 5 lít thôi. Chính vì thế cho nên là rất nhiều người sử dụng chiếc xe Mazda 3 này để làm này, xe chạy dịch vụ đấy quý vị bạn nhé, đưa đón khách sân bay. Nói cũng gọi là phân khúc hạng C, nhưng nói thật với quý vị bạn, chiếc xe này bây giờ chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Bỏ tiền ra mua chiếc xe Vios mới hơn 400 cũng chưa mua được chiếc xe Vios cơ. Mà nó ở cái phân khúc C, ngồi nó rộng rãi hơn, chạy thích hơn rất là nhiều. Cho nên là nhiều người mua chiếc xe này là chạy dịch vụ đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết luôn là không chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ bấm cái đồng hồ này lên cho quý vị và các bạn xem, đồng hồ công tơ mét này này. Chiếc xe mới chạy được hơn 5 vạn km thôi nhé. Đấy. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 5 vạn km. Màn hình đầy đủ hết rồi, đầu DVD. Đây là đầu DVD. Chạy nhiều hay là chạy ít thì quý vị và các bạn phải xem cả cái cần số này. Vô lăng này. Đấy. Tay phanh này. Chạy nhiều hay là chạy ít là chúng ta phải kiểm tra được, nhìn tổng thể về chiếc xe nhé. Chứ một cái đồng hồ hay là một cái dàn lốp thì cũng chưa thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe đâu quý vị các bạn ạ. Đấy. Và nhìn cái táp lô táp bi nó còn đẹp như thế này. Đấy, thì là chắc chắn là nó sẽ chạy ít rồi. Chứ còn là cái phần nội thất này thì không bao giờ làm lên cho nó mới được ạ. Đấy, chỉ có chăng thì chỉ có đánh đi một chút thì cho nó sạch hơn thôi, chứ không thể mới lên được. Và cái cửa nóc đây ạ,
Cái cửa nóc thì rất là tiện lợi quý vị các bạn nhé. Đây, từ những cái trần này, những cái phần nhựa này cũng còn rất là mới. Tôi sẽ mở cái cửa nóc ra cho quý vị và bạn xem nhé. Đấy, cửa nóc auto một chạm, chỉ cần bấm một cái rồi bỏ tay ra thôi là tự mở cửa. Hôm nay thì thời tiết nó rất là mát, thời tiết mát trời như hôm nay ấy, chúng ta đi thì cũng nên mở cái cửa nóc ra để lấy khí trời. Chứ còn nếu như mà nắng nóng ấy, không nên mở, vì nắng nóng mở ra nó ô nhiễm môi trường rồi bụi vào xe. Hôm nay thì trời vừa mưa xong rồi tạnh, cho nên là nó sẽ không có bụi quý vị và các bạn ạ, và cũng không nóng. Đấy, mở cửa nóc ra là nhìn cái xe này, ngồi trong toàn bộ và cái xe này nó rất là thoáng đãng là một chuyện, với không khí nó trong lành. Đấy, đảm bảo sức khỏe. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cốp sau của xe nhé. Cốp sau của xe thì xe cũng đã có trang bị là cốp bấm ở trên khóa rồi ạ, của cốp điện đấy. Đấy, tôi sẽ bấm mở cốp ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau nhé. Đầu tiên thì vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ ở trên cái cốp sau này. Đấy, keo chỉ của nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là có nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm như đâu ạ. Còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn ạ. Đấy, và cái cốp đằng sau này rất là mới quý vị và bạn ạ. Những chiếc xe mà chạy nhiều hay là để nhiều đồ và là nó sẽ xước sát bẩn lên những cái cốp sau này cơ. Những cái cốp sau của chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy nó có mới không ạ? Những chiếc xe chạy dịch vụ thì cái nỉ này nó sẽ xù hết ra rồi và nó bẩn, không bao giờ đánh lại được. Đấy, lớp sơ cua còn nguyên bản luôn quý vị các bạn này. Lớp sơ cua cũng chưa hạ, lớp sơ cua mới tinh còn nguyên. Tất cả những cái đồ dùng ở đằng sau này chưa sử dụng đến quý vị bạn ạ. Kích đây cũng còn mới tinh, chưa dùng ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Nội thất da rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái cánh cửa trước bên phụ đây cũng được bấm tay mở cửa quý vị và bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau này, quý vị và các bạn thấy còn nguyên không ạ? Rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam thôi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tôi quay rất là chi tiết đấy ạ, để cho quý vị và các bạn nào mà ở xa xem qua video của tôi thì quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp được cỡ nào. Táp lô này rất là mới quý vị các bạn xem đây ạ. Xem chi tiết đấy ạ, tôi quay rất chi tiết và rất là sát lại để cho quý vị và các bạn thấy được cái chất lượng nó còn đẹp như thế nào nhé. Để quý vị các bạn thấy nó có mới không? Một chiếc xe 2015 sử dụng tính ra là được 6 năm rồi đấy ạ, mà nó còn mới còn đẹp như thế này. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng bây giờ mà quý vị các bạn đi mua xe Vios cũng chưa mua được xe mới cơ. Thế tội gì mà phải đi mua xe Vios? Mua xe Vios chúng ta cũng chỉ mua được xe Vios cũ thôi, chứ không mua được xe Vios mới đâu ạ.
Thế cho nên là tội gì mà phải mua xe Vios vậy đi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe, đó là trái tim của chiếc xe đây. Mazda cũng đã trang bị cho phiên bản Mazda 3 Sedan 2015 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ 1.5 lít. Động cơ này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Tôi chắc chắn là không phải giới thiệu nhiều về cái động cơ này cho quý vị và các bạn cùng xem, mà mục đích của tôi là chỉ có giới thiệu cho quý vị và các bạn xem là cái động cơ này nó còn đẹp hay không, còn mới hay không, có bị đâm đụng hay không, có bị va chạm hay không, có còn nguyên bản hay không thôi ạ. Thì đầu tiên mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cabo này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Ốc cabo nguyên bản và keo chỉ cabo còn nguyên bản như này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị và các bạn nhé. Đấy, máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Tôi mở cái nắp này lên, nắp máy này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, cái này là cái bụi, là cái bông thủy tinh này nó ra nhé, bụi bẩn đấy. Đây, bụi bẩn thôi chứ còn là máy móc còn nguyên bản đấy, những con ốc này còn nguyên này. Đây là bụi này, tôi chỉ thổi qua cái bụi ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, quý vị và các bạn thấy nó có mới không ạ? Ốc chân máy này, cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết đấy. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Ừ, những con ốc này chúng tôi cam kết là cái động cơ này nguyên bản này. Không có bị tai nạn, không có bị ngập nước. Ốc giảm sóc này, tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có tháo ra một con ốc nào cả, trừ mỗi cái ắc quy đã thay thôi ạ. Đấy, trừ cái ắc quy đã thay thôi, còn lại là còn nguyên bản hết quý vị và bạn ạ. Rất là đẹp. Một chiếc xe từ 2015 sử dụng, sau 6 năm sử dụng rồi mà vẫn còn đẹp, còn mới như thế này đây quý vị và các bạn này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 Sedan 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 Sedan này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng đơn giản quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.